Chào các bạn đến với Sưởng Lò Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Chúc các anh chị làm mùa trúng mùa ha. Trúng mùa trúng giá rồi xong rồi có tiền rồi mua lo Thanh Cao về hát giải trí trong những ngày mưa bão ở nhà ha. Nay cũng đầu mùa mưa tới rồi. Thì bà con cũng xuống vụ mới ha. Hôm nay cũng hạn hán không có nước. Đặc biệt là Long An và Tiền Giang bị khô hạn, Cà Mau đó ha. Nói chung là toàn miền Nam mình là bị khô hạn, không có nước để phục vụ cho nông nghiệp. Nay có mưa xuống rồi, không khí trời cũng mát mẻ. Bà con cũng xuống vụ mới. Chúc bà con xuống một vụ mới, mùa mới đạt năng suất cao và bán được nhiều tiền. Thì hôm nay mình đang đi đến cây lậy Tiền Giang để nâng cấp lo, sửa lo một cái lo của khách ở mua ở siêu thị ha. Hôm nay dương quá, mình đổi tên nghe các bạn. Hồi đó là mình nói nó là vô văn quá, bây giờ mình đổi lại là dương quá, tại vì nó thích xem phim kiếm hiệp ha, thằng điêu đại hiệp có tên là dương quá. Nay mình chiều nay mình nấu nồi chè để đổi tên đó, tên là dương quá. Đây là cái vùng Tân Phước Tiền Giang, bà con ở đây là trồng khóm ha. Khóm năm nay là cho năng suất cao và giá cả cũng rất là ổn định. Thì mong sao thì kinh tế của Việt Nam mình phát triển để bà con để đảo giấc giả được khổ ha. Khóm ngon, mít cũng ngon, sầu riêng cũng ngon. Nói chung nông nghiệp thì bập bênh. Khoai mỡ thì năm nay là bỏ của chạy lấy người rồi bà con ơi. Trồng khoai mỡ rồi bán có 7.000 ký, 3.000 ký, trong khi cái vốn mà tạo ra cục khoai mỡ là 7.000, nhưng mà 7.000 là khoai nhất ha, khoai giạt, khoai nhì rồi có 3.000. Mình đây đi tới đây là đi tới huyện Tân Phước, xong mình đi thẳng qua đường Cây Lẫy ha. Khách này bữa nay nâng cấp lo ở huyện Cây Lẫy, tỉnh Tiền Giang. Thì khách cũng xem kênh YouTube của mình thấy sửa lo nhiều nơi nhiều chỗ, khách mua cái lo ở siêu thị mà bên đó là nó không có lại nhà sửa, nên gọi mình tư vấn để mình đi lên chỗ mình sửa hơn. Đây là mình chạy tới cái cầu vượt ngang cao tốc ha. Đây là chạy tới địa phận này là của Cây Lậy rồi nha các bạn. Đây cao tốc đây. Cái đường này là cái đường mình qua cái cầu Cây Lậy, xong mình qua dốc cầu mình quẹo trái vô nha các bạn. Quẹo trái vô, đường này mình cũng mới đi lần đầu tiên luôn. Vô ngay cái khu này là khu chiên sầu riêng rồi bà con ơi. Chiên sầu riêng luôn. Sầu riêng mít. Chỗ này là chiên về vườn trái cây. Đó, mít đồ cũng quá tốt luôn. Cây ăn trái thì nói về Tiền Giang là số 1 ha. Đang cấy sầu riêng nữa. Quá trời. Quá trời luôn. Chắc cái chị này nhà trồng sầu riêng quá. Đường quá ngoằn ngoèo luôn. Rồi còn mấy trăm mét nữa là tới thôi, 270 mét nữa. Mình tới chỗ rồi các bạn. Thì đây là cái lo ảnh mua, chỉ mua siêu thị. Thì mua nay chắc cũng 2-3 năm hả chị? 3-4 năm rồi. Giờ nó bị hư một bên hát bên bên không. Đây là đệ tử mình là nay là Dương Quá vô làm nha. Dương Quá. Nãy em chạy hút trống chắc 300 mét à. Dạ, nhà nó khoái á.
Dạ. À, nước này nó mới có đây ha, nước mưa mới có đây ha, đó giờ nước vậy hầm nè, có đường nước vô ra đây chứ, nếu mà vô ra chắc nước mặn quá hả? Không có hả? Dạ, mấy chỗ khác là nước mặn đó. Đúng rồi đó, gỡ cái mặt ra luôn. Giờ ghim điện vô đi, ghim điện vô thơ, ghim điện vô thử cái đi. Cái nào cũng được đó. Đây cái nhà ăn nhậu của chị có cái bàn cờ tướng luôn, có cái bàn cờ tướng, có tủ lạnh đồ sẵn luôn, bia để sẵn luôn, đây hai lon bia đây. Thôi chạy về uống lon bia 60 triệu đó. Ghi mẫu hàng vô luôn. Này gắn cặp phone vô là hát hết ý rồi. Rồi chị coi kênh YouTube em lâu chưa mà thấy em sửa đồ? Coi Facebook hay là coi YouTube? YouTube. Dạ. 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 Cái cặp lo 3 tấc đánh hay hơn cặp lo này nữa. Bỏ cho nó lớn luôn, cặp cho nó lớn. Giờ tháo chép luôn đi. Giờ chờ mua hàng nóng tháo chép ra đi. Cái chép này là có 250 à. 20 đâu hay. 250 mà chép giỡn nữa. 40 cũng hay, nó sáng. Chỉ gắn vô cái nghe khác liền. Thêm cục full nó là nóng rồi. Trồng mít ăn hay là bán? Trồng mít bán. Anh tác nhiều không vậy? 3 công. Dạ. Ở trên em cũng có trồng mít, em trồng được 4 công. Mà này chắc ổng đi sang lắp mặt bằng không à, ổng ít ở nhà hả? Mướn lính à? Ảnh là nhiêu tuổi? Ê, nhỏ hơn tôi trời. Đang mở cái chép ra nha các bạn. Tại thường cái tiếng ca mình là tiếng chép nè, chị coi cái chép nè, cái đó là cái lo chép á, 250 nó quá nhỏ, nhỏ quá cái hát tiếng nó không hay không sáng. Để chút em thay vô cái là chị nghe nó khác hẳn. Đó chép xịn luôn, khác hai cái khác lại không đó. Đây quay lại cho bà con ta coi nè, cái 250 cái 450, cái hàng nhập với cái hàng của Việt Nam khác liền ha. Khác liền. Quá trời. Dạ. Rồi. Cái này hơn, cái này nhỏ, nghe đâu hay. Dẫn bên tay ra nữa đi. Nãy mày có đem mới đầu nói không? Nước nè. Dạ dạ. Để cho nó khui ra nó lại. Không. Thôi. Phải mà biết ổng có bia nhậu rồi kêu tài xế theo chở nhậu với ổng à. Hôm qua là em giao ở Tân Trụ, giao lo ráp lo sửa lo tất cái đều về lo âm thanh là làm hết. Cái tưởng là ở xa quá. Dạ. Mà em cũng không có ấy. Tới Cà Mau còn làm à. Thì mình một tiếng đường mình đi á. Dạ. Mình làm cho nhiều người. Dạ. Đó, tiếng ca mình nó chủ yếu là ra cái lo chép mình nó nhỏ quá là hát tiếng nó không có hay. Quá trời bụi luôn.
để kết nối Bluetooth cái thử cái âm thanh đó coi. Khoan hả các bạn. Ừ nó bị gì em, nhiều khi em mở lên nó hơi chậm. Chị kết nối Bluetooth chị chưa? Đó, kết nối luôn rồi, mở nhạc qua nào cũng được. Để thử cái hát lo hay lo coi. Gắn cái học nói này vô đi quá. Nãy là con chị học chắc trường học đầu ngoài đường này quá. Dạ, nãy có trường học á. Dạ dạ. Dặn cái không chép vô đầu nói vô đi. Dạ. Này sửa nhanh mà. Này sử dụng âm ly 12 sò. Âm ly 12 sò. Rồi mình đang cấp công sức của cái cục đẩy này lên rồi nha các bạn. Nó tăng công sức lên rồi. Giờ mình sẽ ráp cái cặp full 30 lên nè. Để cho hát công sức nó lớn gấp đôi nha. Công sức nó lớn gấp đôi lận. Rồi lấy kéo cắt khui ra luôn. Các anh chị nào mà lo hư hay là nâng cấp lo thì cứ gọi cho mình ha, ở chỗ nào mình cũng đi sửa hết. Đúng rồi, để chút nó chỉ cho chị ghim. Nó có cái rắc á, mình ghim vô là hát à. Đang khui tem nha các bạn, đang xé tem cái loa 3 tấc này là từ 170 con 75 lần nha, lớn đó. Và cái công sức nó lớn hơn cái loa dưới nữa, cái công sức loa 3 tấc mình lớn hơn cái loa dưới, tiếng nó sáng hơn, hàng nó nhập thì tiếng nó sáng hơn. Còn đó có cái rãnh bự rãnh nhỏ chỉ cho chị, rãnh bự rãnh nhỏ đó vô dặn qua. Đúng rồi. Đó, rút ra bấm đầu đó kéo ra. Đó. Dạ. Đủ hết. Bấm qua. Bấm qua Bluetooth đi. Bên đây nút bìa bên đây. Mày bấm qua ấy rồi, bấm lại cái nữa. FM tuner. Nghe nha. Rồi mở nhạc chưa? Nó nhảy ra rồi, giờ kết nối lại. Đang kết nối nè. Sao không kết nối được? Chưa kết nối được.
Không có, nãy điện thoại đó. Đó, vô đó. Từ từ nó mới vô chứ. Giá biệt buồn thế quá hay. Mong sao thời gian ngừng mở vô thôi. Trôi phút giây này đứng lại, chia tay nào chẳng buồn. Giờ hai đứa hai đường. Tiếng dép nghe khác rồi phải không? Tiếng dép chanh chanh. Alo, cầm hai cây lại để tôi quay phim đây. Một mình con bước. Alo coi. Alo. 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2. Cảm ơn nghe bà con. Quá hay luôn. Không quên. Cha ơi, cha ơi. Cha là muôn ánh sao trời. Soi rọi con phút cuộc đời. Từng bước chân con rồi con khôn lớn cha cũng ra đi. Từng lời cha nói như còn đâu. Con đã nên người phương xa cha có mỉm cười ân tình cha con nhớ muôn đời. Cha ơi con đã nên người phương xa cha có mỉm cười ân tình cha con nhớ muôn đời. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai mấy đêm hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu để mình thì muốn nếu anh cần mang đời mà đời
biết gì cũng xa rồi. Hôm nay mình về cái gãy, mình mang cắp cái lo của bà chị lên các bạn, mang công sức lên, hát thêm cặp buôn 30 nữa, cho ra thành rất là hay, sáng, tiếng ca rất là sáng. Còn cái âm ly này, lo mà sử dụng âm ly nó dễ bị hú lắm á, nhưng mà mình xài bo mặt là công sức là nó mới hú. Điềm chắc điềm trong đề tôi viết những chuyện xưa bỏ mình. Ngài ơn với tôi như hờn với bóng cất thân nỗi đau chân. Bên nhau khi bình minh rối tay nhau nhìn đời bằng ánh mắt ân tình xa long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành với không anh nghĩ gì ta xa gần. Thời gian thấm thoát thôi đưa tôi thơ còn đâu nữa. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai mấy đêm hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu để mưa hai mùa. Lòng mình thì muốn nếu anh tình mãi anh ơi, mà đời là xuống nước vô tình vẫn im trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Lòng mình thì muốn nếu anh tình mãi anh ơi, mà đời là xuống nước vô tình vẫn im trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Dạ, xin cảm ơn. Còn hú là do mở video lớn, mở một tiếng video lớn. Rồi đây mình sẽ chỉ cho bà chị nè. Đó, bấm dặn qua rồi xong. Đó, dẫn vô, giờ xong, tháo ra đi, đặng để khiên để trên, đặng thử lại cái nữa. Rồi khiên để lên trên luôn. Thank you.
alo rồi. Alo. Chưa vô. Chưa nhận. Alo. Cái kia rồi. Alo 123. Cái này là cái âm ly nó bị hú. Chừng nào mình xài cái băng số nó mới chống hú. Cái này em chỉ cho chị nè. Cái này là một cái micro nè. Bên đó cái micro, hai cái nút này là mình chưa phải chỉnh đều nhau. Bên đây nó chỉnh trùng số nhau, nó mấy cái lớn hai cái đều hết. Còn hát sao cái này nó nhảy số này, nhảy số đúng này rồi, khác tần số chứ nếu mà nó trùng hát không được. À, cây A, cây B á, cái đó là cái tần số để nó không có trùng tần số, nếu mà nó trùng là hát không được.